xin chào tất cả các cô chú anh chị và khán giả mọi người trên kênh của Nhi Lên TV Vlog nhé. Thì trong cái clip gọi ngày hôm nay thì Nhi lên đây chia sẻ với cô chú anh chị và khán giả mọi người mấy cái tin vui. Thì trong cái clip buổi tối ngày hôm qua thì Nhi cũng lên đi chia sẻ với khán giả mọi người rồi đấy. Thì mọi người thấy chưa? Nhi đã nói rồi, trong cái tháng này thì riêng nói thật với cô chú anh chị mọi người là riêng bạn Thủy rất chi là có lộc lá luôn trong cái tháng này. Thì trong một cái đường live buổi tối ngày hôm qua và gọi cho cả ngày hôm qua đi, bạn Thủy lên trên không gian mạng làm hai clip. Chứ không hiểu là cái nguyên do và cái lý do gì bạn Thủy hôm qua lại xóa sạch hai cái clip trong ngày hôm qua và buổi tối. Thì rất chi là nhiều những cái sự nghi ngờ và thắc mắc. Thì hôm nay thì lên đây thì Nhi cũng chia sẻ cho cô chú anh chị và khán giả mọi người một số những cái thông tin để xem nó có cùng quan điểm với khán giả mọi người không. Thứ nhất, qua cái cách chia sẻ trên hai cái đường live đấy, thì theo như cách nhìn nhận của Nhi đầu tiên, thứ nhất, có cái sự tác động, chắc chắn là có cái sự tác động của người ngoài thì bạn Thủy mới xóa hai cái clip đấy. Thì mọi người có nhớ là trước đây bạn Thủy đã tuyên bố với khán giả và mọi người, tôi làm clip không bao giờ tôi phải xóa bất kể một clip nào, đúng không? Thế không hiểu là tại sao và lý do gì lại có cái sự tác động để bạn Thủy bạn ấy xóa hai cái clip trong ngày hôm qua. Thế có phải là mất công mất sức lên ngồi xuyên tạc bịa đặt dẫn dắt không? Thì theo như cái cách nhìn nhận của Nhi, thứ nhất, cái vấn đề xóa cái clip ở đây thì Nhi đã nói rồi, chắc chắn có cái sự tác động ở ngoài. Tại sao tác động ở ngoài? Thì trong hai cái clip buổi trưa buổi tối, bạn Thủy đều đưa lên cái biên bản làm việc, đúng không? Cái biên bản làm việc của cái hôm mà quản lý thị trường, công an, đúng không? Và y tế, người ta đến nhà người ta kiểm tra, đúng không? Những cái số thuốc, mấy số lọ, mấy số kia, mấy mặt hàng trên nhà thí. Thì tại sao và lý do gì trong hai cái đường live ngày hôm qua bạn Thủy lên bạn đưa ra cái biên bản đấy để bạn ấy lên trên không gian mạng, bạn ấy thanh minh giải trình và thắc mắc, đúng không? Thì cái nghi ngờ đầu tiên của Nhi đó là sao? Đó là chắc chắn có cái người đứng đằng sau nha. Người ta không muốn bạn Thủy chắc chắn là đăng lên những cái vấn đề đấy. Tại vì có cái sự bỡ đỡ ở đây. Nhi dám khẳng định với cô chú anh chị và khán giả mọi người luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong hai cái biên bản làm việc ngày hôm đấy thì hiện tại chưa được xử lý, đúng không? Chứ không phải là thế này mà không phải là thế nọ, không phải là thế trai. Chắc chắn là phải có cái sự nhắc nhở hoặc là nhặt được lâm củ, đúng không? Thì Nhi đã nói với cô chú anh chị và khán giả mọi người rồi. Bạn Thủy bạn ấy cứ giấu đầu xong bạn lại lòi đuôi thôi mà. Tất cả những cái sự bạn ấy lên đây, bạn ấy phân tích, bạn ấy giải trình và bạn ấy gọi cho là lừa dối khán giả. Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ, khán giả mọi người cũng đã thấy hết rồi đấy. Hả? Những cái gì mà mọi người chia sẻ trong thời gian vừa qua hoàn toàn chính xác. Còn cái vấn đề thứ hai nữa, theo như Nhi nhìn nhận được ra, chắc chắn ở đây nha, đã động chạm đến các ban ngành, đúng không? Và thế lọ và thế kia. Đây là trong cái clip đấy, bây giờ đã thế này rồi, đúng không? Thì như thế rồi thì bây giờ lên chia sẻ, lên dẫn dắt ra, người ta vô tình người ta chụp được lại cái biên bản đấy thì người ta lên người ta phân tích, người ta giải trình, đúng không? Thì sẽ đến tai người lọ, đến tai người kia, sẽ truyền lan ra. Thì chắc chắn thì nhẹ cũng thành nặng và nặng cũng thành nhẹ. Và chắc chắn đây cũng sẽ là một cái điểm điển hình, đúng không? Còn bạn Thủy có lên trên không gian mạng cứ dẫn dắt khán giả, cứ gọi cho là ma mị lừa dối khán giả, thì đến thời điểm hiện tại bây giờ thì bạn Thủy bạn ấy thấy hết tất cả chưa? Bạn Thủy bạn ấy thấy hết tất cả chưa? Những cái sự lươn nẹo và những cái sự ăn gian nói dối thì bây giờ đã phải trả giá chưa? Liệu đã phải trả giá chưa hả cô chú anh chị và khán giả mọi người? Còn chắc chắn là trong cái câu chuyện này không phải nó đơn giản và không phải nó dễ dãi như thế, mà còn phải ở đằng sau nữa. Bạn Thủy muốn ngoan nhá, muốn nhẹ thì tốt nhất là lên xóa mấy cái clip đấy đi. Thì đúng là ngày hôm qua xóa rồi còn gì nữa. Đúng không?
muốn người ta bao che, muốn người ta bỡ đỡ thì phải nghe theo người ta. Còn không nghe theo người ta thì chắc chắn sẽ là cờ u cu huyền cù. Đúng không? Đây là cái sự lươn nẹo, cái sự giả dối của bạn Thủy thì trong ngày hôm qua thì hôm nay đấy mọi người xem. Đã rõ hết ra rồi. Chứ làm gì mà lên đây mà xưng hùng, xưng bá lão thì tôi làm clip tôi không bao giờ tôi phải xóa. Tôi thế nọ, tôi thế kia. Thế làm sao mà bây giờ phải xóa thế hả bạn Thủy? Hả? Có phải là những cái sự ăn gian nói dối nó quen đi không? Thì đến cái thời điểm hiện tại bây giờ như thế nào hả bạn Thủy? Bạn sẽ phải giải trình cho khán giả và lý do và tại sao lại xóa hai cái clip đấy. Hả? Có phải là cay cú tức tối quá không? Có phải là tất cả những cái sự suy diễn và tất cả những cái gì bạn diễn trên không gian mạng trong cái thời gian vừa qua đều là giả dối không? Ừ? Bạn lên nhớ này này, cái biên bản làm việc đấy nhá, có rất chi nha, có cái dấu hiệu ở trong cái biên bản đấy. Chứ bạn không phải là không nghĩ ra, nếu như người ta đọc rõ cái biên bản đấy ra nhá thì bạn sẽ thấy được cái hành vi của bạn như thế nào. Và cái sự nhắc nhở của bạn trong cái biên bản đấy như thế nào thì chắc chắn bạn phải biết. Chứ đúng không? Còn riêng Bộ Y tế nhá, riêng quản lý thị trường, bạn đã bán những cái mặt hàng đúng không? Chưa được kiểm định, chưa có gọi cho nguồn gốc và chưa có số lô, chưa có số mã đúng không? Thì bạn đã sai rồi. Đúng chưa? Còn bạn lên bạn chia sẻ, bạn lên bạn dẫn dắt mấy bạn thế này, bạn thế kia thì bạn phải lên nhớ một điều rằng nhá. Còn có luật pháp. Người làm đúng thì không sao, còn người làm sai thì người ta mới phải xóa, người ta phải be, người ta phải đợi. Đúng không? Và người ta phải tẩy xóa đi. Chứ nếu như bản lĩnh bạn cứ đăng hai clip bên lên. Nên Nhi đã bảo rồi, trong cái tháng 7 đây bạn làm những cái trò gì đúng không? Bởi vì bạn làm nhiều trò nó không có đức, nó thất đức quá. Nên là bây giờ bạn phải gánh cái hậu quả đến ngày hôm nay thôi, chứ không phải là tại ai cả. Tất cả tại là chỉ tại, thứ nhất là tại cái mờ om om sắc mõm của bạn nha, chứ không phải là tại ai. Và tại cái sự lươn nẹo, tại cái sự văn vở và tại cái sự cháo trở của bạn, chứ không phải là tại khán giả. Tất cả những cái sự ngụy biện của bạn và tất cả những cái sự văn vở của bạn đến cái thời điểm hiện tại bây giờ nha, bạn cũng chỉ trên răng dưới lá tre, chứ còn cái gì nữa. Bây giờ bạn vẫn thao thao, bạn vẫn gọi cho lươn nẹo, bạn vẫn còn lên đây bạn chống chế, bạn vẫn còn lên đây bạn lừa dối khán giả nữa thì tôi cũng đến ạ bạn. Bạn cũng làm gì còn thời gian nữa lâu nữa, bạn cũng sắp gia nhập rồi, chứ làm gì còn đấy mà gọi cho mà dãy dụa làm cái gì nữa, thanh minh làm cái gì nữa. Trong mấy cái ngày hôm nay cái sắc mặt của bạn nó xuống sắc lắm rồi, tôi cũng biết bạn ăn không ngon, ngủ không yên, tóc bây giờ nó bạc phơ đi rồi, suy nghĩ nhiều đúng chưa, má tóp đi rồi, mắt thì bây giờ nó lồi ra như con chuột ngày rồi, chứ cứ tốt đẹp cái gì hả? Bạn xem cái giá trị của bạn đi làm view hả, đi kéo view kéo like thì bạn thấy cái giá trị chưa, giá trị đích thực ở đâu, tốt không, đẹp không hả? Có đáng đánh đổi không à bạn Thủy? Nhi đã nói rồi, ăn gian nói dối thì chỉ được 1 đến 2 lần thôi, đừng lên quá tang ba bận. Quá tang ba bận, hiểu chưa? Khán giả mọi người, người ta nhìn ra hết, người ta thấy hết. Nhưng mà bạn vẫn cố tình, bạn vẫn lừa dối khán giả, bạn vẫn còn diễn trò hay giờ thì tôi cũng đến ạ bạn luôn, chứ không phải là không. Nhưng mà thôi thì cũng xin chúc mừng bạn nha. Đến cái thời điểm như thế này rồi thì khán giả không gian mạng, mọi người, người ta đều biết hết nha. Bạn có tật thì bạn sẽ giật mình, đúng không? Nên nếu như bạn không có tật làm sao bạn phải xóa clip đi. Bạn có tật bạn phải giật mình, nên là bạn phải tẩy xóa chứ không phải là không. Nhưng mà thôi bạn ạ, Âu cũng là cái liễn thôi. Những cái sự giả dối, những cái sự lươn nẹo chứ, và những cái sự nhập nhèm trong những cái đồng tiền từ thiện bất chính thì của thiên nó sẽ là trả địa, lỗ hà nó sẽ ra cái lỗ hổng. Tôi nói thẳng với bạn như thế luôn để cho bạn dễ hiểu. Bởi vì trước đây thì Nhi cũng đã phân tích cho bạn rồi, hiểu chưa? Tham thì sẽ thâm. Và gọi cho là những cái đồng tiền bất chính thường thường nhập nhèm thì nó sẽ lỗ hà, nó ra lỗ hổng. Nên là bạn cứ yên tâm đi, cứ chờ, cứ đợi và cứ nghe, cứ ngắm tất cả những cái sự việc trên không gian mạng. Sau đó sẽ có những cái sự
tốt đẹp đến với bạn. Mong sao bạn sớm gia nhập câu lạc bộ nhé. Chứ không phải để cho bạn lên đây bạn xuyên tạc, bạn bịa đặt, bạn vu khống, bạn dẫn dắt khán giả được. Cái sự ma mị của bạn đã chấm hết rồi. Bạn hiểu chưa? Đây là hôm nay thì Nhi làm cái clip nó cũng ngắn đây thôi. Đây là Nhi đưa ra cái suy nghĩ, cái nhìn nhận của Nhi nhé. Để cho cô chú anh chị và khán giả mọi người cùng theo dõi, cùng nhìn nhận sự việc. Mong cô chú anh chị và khán giả mọi người tiếp tục ủng hộ cùng Nhi đi trên cái con đường tìm ra những cái sự thật về những cái chủ kênh lươn lẹo văn và cháo trở lừa dối khán giả trên không gian mạng. Nhi xin phép, Nhi xin dừng cái clip tại đây. Bye bye mọi người nhé.